Hello mọi người, mình là Tiên, năm nay mình 26 tuổi, thì mình đang học chuyên ngành 3D Animation ở Học viện Hàn. Xin chào các bạn, mình là Đồng Khang, hiện tại thì mình đang học tại Hàn Quốc chuyên ngành là 3D Animation. Chào các bạn, mình là Phương, mình 24 tuổi, hiện mình đang là viên phụ hóa chuyên ngành Podcast Design. Xin chào, mình tên là Tình, hiện tại mình 22 tuổi, hiện tại mình đang là học chuyên ngành 3D Animation Hàn Quốc. Em là Nguyễn Thị Điều Trinh, nay là 20 tuổi, sinh năm 2000. Hiện em đang học ngành vẽ bích tại trường Trung Bắc và cũng đang học song song ngành truyền thông của Trung Bắc. Xin chào mọi người, em đây là Nguyễn Tuấn Thuận, hiện tại em đang học vẽ bích tại Mac. Ba từ khóa của mẹ của em đầu tiên là hiền, thứ hai là tâm lý, thứ ba là tốt tính. Hơn là tốt tính là dễ sợ đau. Mẹ em là một người dễ chịu đựng, là một người hơi khó tính. Cho nên em sợ không tính. Khó tính rồi, nhưng mà cũng dễ thức mắc. Mẹ em cứng lắm. Gọi điện được không? Gọi điện email như chị xạo luôn. Em bỏ học bên lúc đẹp hiểu chứ. Ủa thầy, alo chị á. Nó đang đâu hả? Trong thành phố có gì không? Trong thành phố hả? Ờ. Ôi. Chịu gì? Con phải đi mua đồ ăn nó xong. Vô mua xong rồi người ta lấy xe con đi. Chết cha. Vậy là sao? Người mình không có khóa được. Thì con cửa không vô nhanh mẹ. Con cứ chìa khóa con đợi trong khớp luôn. Trời. Bây giờ sao con? Sao bạn đi làm gì? Con đi học mà. Con nhớ được giờ con ghé mua luôn. Bà con lên liền. Bà con lên liền. Bây giờ con biết con ấy đâu luôn á. Hỏi đừng gần cái người đó. Trời ơi sao con bị đi quá. Không biết sao luôn. Bây giờ con điện thoại đó điện thoại cho những trẻ chúng ta ra ngoài phòng đi. Rồi con báo công an đó, con có lấy trả được gì không? Bây giờ con báo cho nào chồng mày đi tới đó chúng ta. Rồi. Má hả? Ừ. Má đừng gọi nha. Đâu hả? Con có thể chờ. Tại vì con ra không có bước. Tại vì ở trong trường con nó đang quay cái chương trình cho ngày tháng 10 á. Đang tạo cái tình huống á, nắm trên mắt tình. Coi có thể ứng sao chứ không có thể. Mày cũng có thể làm cái gì đó nha. Mày giờ mày đang không tin đó. Không có, cái này chỉ là tưởng tắt con thôi. Đâu có bị gì hết. Có thể là tưởng tắt thì nhầm cái tao. Cái tao thì không rồi. Thôi mà, dạ quá vậy anh em má, chúc con về nè. Alo. À, tại cũng có cái này. Con tính hỏi không mày? Ví dụ giờ là con học không thì sao? Tại con sợ. Để con hỏi là nếu như bây giờ mà con không học nữa mà con đi theo đường ca hát thì con mẹ thấy sao? Con có suy nghĩ rất nhiều ở ngoài nên con thấy không nghĩ. Thank you.
đam mê quá, với lại có cái này nè, tại vì nó chưa có chắc nên là con không dám nói. Tại vì có một cái đợt event ở trường, xong rồi có cái ông nhạc sĩ nào đó, ông tới nghe con hát trên biểu diễn đúng không ý? Xong rồi ông offer vô công ty con. Alo, mẹ đây còn trên phòng hả? Mẹ đây còn trên phòng hả? À, nãy giờ con nói mong mẹ có bị sốc không mẹ? Nắp à? Thì nãy bây giờ con đang tham gia thử thách ở học viện, ở tại học viện Mát thôi, là chỗ con đang học á, chứ không có gì hết cho con mẹ. Thử thách, cái tên này là thử thách nhân ngày 20. Cái tên này là thử thách nhân ngày 20 tháng 10 luôn đi. Nhưng mà cũng là mà con thấy là gì đấy cô lúc này mong mình học á, thế là kiểu đấy con đúng là mong mình cũng cứ con đi theo rồi con đường kia chứ không có dễ dãi quá. Vâng. Rồi con nhân ngày 20 tháng 10 con chúc mong mì tuần nào cũng xinh đẹp, đàn trẻ đẹp để sống bên con, và đặc biệt là mặc dù cái này là tháng 10 nhưng mà cũng cảm ơn mong mì đầu tháng đã có thể con mình đi đọc tiền học. Con sẽ tiếp tục học mong mì yên tâm nha. Con lúc nào đi cái hàng không bây giờ để luôn nữa. Vâng. Rồi, thank you. Yeah.
thì kiểu như quen đi chơi bình thường này kia thôi. Dạ con cũng đang biết giải quyết sao bé cũng vậy, mẹ tính dừng lại con nha. Thì học đây 6 tháng rồi, tự nhiên giờ con muốn nghỉ bên máy thì con muốn đi theo
cái con đường phải gọi là diễn trên sân khấu. Tại sao ở nhà không có mẹ của nhà có đi dây đó đó anh đâu? Có bố ở nhà không? Không, sợ. Sợ gì? Sợ nghĩa là dạ, từ bữa giờ tôi tìm lắm, để con hỏi gì lắm, để mẹ hỏi gì con hỏi gì lắm. Thì con có suy nghĩ lắm. Tôi về nhà thì con sẽ nói với mẹ. Con muốn nói trước với mẹ. Thôi, con về nhà sợ. Dạ. Thì sợ mẹ ra thôi, không chứ. Giờ làm gì? Thì con tính không biết mẹ. Con biểu diễn trên sân khấu á, nhảy này nọ, con tính leo con đường nhảy chuyên nghiệp. Không có được. Sao mà? Không có làm vậy, không có làm khổ. Tại sao? Tại không đi, không có làm biết được đó. Thì cái này mùa dạy như một bác cũng vậy đó. Nhưng mà cái này con xin mẹ đàng hoàng. Cái này là mình xin nhớ, xong rồi mình biết rồi, cứ đi về nhà đi rồi đó. Nhưng mà không được, con sợ nó không giúp gì. Lại giọng hết kìa. Thì sợ nghe ra. Đây đây là thử thách của trường tổ chức nhân dịp ngày 20 tháng 10 vậy đó. Con rất là kiểu như là mừng là mẹ đã ủng hộ cho con theo đuổi cái ngành học này. Cảm ơn mẹ nhiều. Đang lên hình đấy nha. Mình đang lên hình đó. Để như là thì ngày 20 tháng 10 thì con muốn nói với mẹ là con cảm ơn mẹ rất là nhiều nhiều ủng hộ con. Lâu lâu mẹ hơi vui mà con hơi sợ chút xíu thôi. Cảm ơn mẹ, yêu mẹ, chúc mẹ 20 tháng 10 nói về. Về rồi cho bà nhớ em á. Đúng đó. Hello mẹ. Mẹ đang làm gì vậy? Đang bắt bộ. Má ai thấy không? Không. Không sao mà nghe mấy chặt chặt vậy? Chị đã ra rồi. Không. Nè, con có cái này con nói nhỏ mẹ xíu nha. Thì bữa đêm mẹ mua cho con mẹ con nó đi nó mua lần á con là nó làm mất nó là con đi nạn nó không được đó mà quen con hai cũng vậy nè mới gặp nhau được cái cô mà các bạn mà mày chết không được các mày nhiều nè mới gặp nhau được có một hai lần mẹ con thấy mẹ không có mẹ nói mẹ không có nghe đâu rồi con không biết sao nữa mấy cũng chỉ đọc bà con thấy nó chơi nhiệt tình với con nóng cho con mượn tiền mấy lần Mấy công ty là lâu nay nhiều mà tại vì tôi có đăng ký hả?
xem phần nước rồi để thế nào chứ thực ra cái máy của con nó vẫn còn, con cũng không có bay bạn bè gì cả. Con lớn rồi mẹ không tin được con. Con đang tham gia một cái thử thách của học viện con đang học mà. Nên cơ hội này sắp tới cũng là ngày 20 tháng 10. Con chúc mẹ, chúc bà, chúc bác, chúc chị đâu ở nhà có một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ. Do nhé mẹ nhé, con làm được tiếp nhé. Thì khi mình làm cái ngành này á thì cũng cứ phải đi xuống này nọ, mẹ cũng không thoải mái. Mà sinh ra ở đi thì mẹ cũng không cho, mẹ cứ hay lo hỏi hay suy nghĩ, kiểu sợ là đầu bệnh tật rồi thì sao, rồi sao mà lỡ nhà không có gì sao, là nhà bị trộm thì sao, hay suy nghĩ. Em đi vô trong đại học làm kỹ xảo cũng cực lắm luôn á chị. Em theo phim cũng cực luôn á, tại vì mẹ em đâu có muốn em đi theo ngành phim đâu. Tại vì kiểu như thấy đi theo đoàn phim rồi đi cả tháng trời á, mẹ nói là ai đợi con gái mình đi làm phim cũng một tháng trời vậy, ai cho. Và tháng trời mẹ coi phim, mẹ ơi muốn xin lỗi mẹ nhưng mà xuất sắc hơn. Xong rồi em mở cái phim về kỹ xảo mà mồ rồi mẹ nọ ra. Kiểu như nói nó là một tương lai con sẽ làm một cái gì. Dạ con muốn nghiệm cái đó. Nhưng kiểu mình đánh liền một lần á, em nhắn lên trên trường luôn là em xin tư vấn. Xong rồi em ngày hôm sau là nhỏ chưa em nhắn, ngày hôm sau em chạy lên trường luôn. Xong rồi lúc này test là mà test xong có chỉ với thầy Mai xong, có chỉ với thầy trưởng xong, em chạy về nhà em nói mẹ ơi giờ con đăng ký. Mẹ nói đi rồi vậy thì em chơi em đánh tức như vậy chịu vậy mẹ em mới chịu chứ cứ kiểu như vậy cứ không biết chừng nào em đánh tức. Từ trước tới giờ từ nhỏ tới giờ thì đến con là không bao giờ chịu chia sẻ những cái những câu nói kiểu như nó hơi tình cảm hơi xúc xúc một xíu với mẹ. Thì sẵn như mẹ thì con muốn nói là cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ và bạn thì tại vì từ trước tới giờ đã lo lắng và chăm sóc cho con không bất kể ngày đêm và từ lúc nào cũng cần thì cảm ơn mẹ. Bình thường thì mẹ hay nói là con cứ thương mẹ, con cứ thương gia đình. Nhưng mà thật ra là ít khi nào không dám nói, không có là được kiểu từ nhỏ tới giờ có khi được học được bộc lộ ra. Nhưng mà không phải là vì con nói con cứ thương mẹ. Thì con thấy là kiểu con cũng cố gắng hoàn thành đàn này rồi đi làm với mẹ nhỏ để mà phụ giúp đỡ được một phần nào đó cho nhà mình. Nhưng ngày 20 tháng 10 thì con cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra và kiểu như là dạy dỗ con rồi chịu khó, chịu ngày ngày đến khổ rất là nhiều, chịu đựng những cái việc mà không đáng. Con đã nhiều kiểu như con thấy hoàn cảnh của mình thì con cũng đã khuyên mẹ là bỏ đi mà mẹ vẫn cố gắng vì con á. Thì con cảm ơn mẹ rất là nhiều, mẹ kiểu muốn cho con một gia đình đầy đủ đại diện nên mẹ cố gắng chịu đựng nên con rất là cảm ơn mẹ. Không biết là được chứ là dạ mình cũng không còn có cạnh nhau nhiều, mẹ cũng xa con từ lúc mà mẹ và con cũng không có về nhà nhiều và không biết là bố mẹ cũng rất nhớ con thì nên cái
ra cái thông tin tiền này của người cả vấn đề rất nhiều để mà dù không có hoặc là nhưng mà cũng là mình chăm sóc cũng rất là tốt, là mẹ cũng lo lắng cho con, những cái lời nhắc của mẹ cho con cảm thấy là bản thân mình có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình mỗi ngày. Thì thật ra thì mình cũng không mong gì nhiều, tại vì mẹ chị cũng cực khổ nhiều năm rồi, nên chị chỉ mong mẹ chị lúc nào mình khỏe là điều tiên quyết. Thì mình lúc nào mình khỏe vui vẻ mà chị biết mẹ chị có cái đam mê của mẹ chị, nên chị cũng hy vọng là mẹ chị cũng có sức khỏe để theo đuổi cái đam mê của mẹ chị. Đúng mẹ chị thích kiểu lắm, mình luôn á, trời lúc nào có thời gian là mẹ chị tập xong rồi tập xong rồi dạy cho mọi người á, chị biết là mẹ chị đam mê cái gì lắm nên cũng hy vọng mẹ chị có nhiều sức khỏe để được mình cũng như chị. Nên là con rất ít nói những cái này nhưng mà con lúc nào cũng sẽ cố gắng để lo cho má đủ đầy đủ. Người phụ nữ rất là hy sinh nhưng mà chị mong là họ sẽ luôn có thể giữ được niềm đam mê của mình và có thể có cơ hội là mình cũng tìm vốn, tại vì luôn phụ nữ thì họ có gia đình thì sẽ họ sẽ dành hết thời gian cho gia đình chứ họ không có làm gì gì cho bản thân mình. Nhưng chị mong thì dù gia đình hay gia đình nhưng cũng phải cố gắng dành thời gian để chăm sóc mình để lúc nào mình cũng tin tưởng hơn và có thời gian làm việc mình thích, lúc đó mình sẽ nên yêu đời, thì nó vừa thích vừa được tận hưởng cuộc sống của mình mà cũng vừa chăm sóc được gia đình của con. Thì là chị nhớ lại cái con mẹ mình đã đi với con cả hàng mấy năm, thì trong đó cũng có nhiều những cái biến cố xảy ra nhưng mà chị có vẻ là người hiểu nhất và tâm lý nhất để mà với con cô hỏi những biến cố đó. Thì sự thì lúc đó những cái lúc đó chỉ có những người là con mẹ không còn mẹ biết cái bên đấy không được một mình dạy thì em của em cũng bây giờ em sẽ được gửi lời chúc đến những người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những người phụ nữ đây là mẹ là phải luôn gọi là kiên cường, luôn có cái sức bền của một cái người mẹ để mà luôn tạo ra được những